xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 13:15 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chúng ta lại được gặp nhau và đến với một buổi trò chuyện giữa một thần tượng và một bạn fan. Cuộc trò chuyện đó sẽ được diễn ra như thế nào? Hãy cùng gặp gỡ một bạn fan may mắn ngày hôm nay nha. Xin mời. Em xin chào mọi người, em tên là Cao Quý Chiến. Hiện tại em đang học ngành diễn viên điện ảnh tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Wow, diễn viên tương lai. Dạ, năm nay em mới là sinh viên năm nhất và sắp sang qua sinh viên năm hai luôn rồi. Ngoài diễn ra thì em còn biết nhảy. Nhảy nữa? Đúng rồi. Bây giờ em tả qua một chút về thần tượng của mình đi. Thần tượng của em là một người đa tài. Đa tài. Chị ấy là vừa là diễn viên, vừa là MC, chị đó hát được luôn. MC, diễn viên, hát hay luôn. Dạ. Hồi hộp và nóng nóng quá, chúng ta hãy cùng gặp gỡ nhân vật và bạn ấy thần tượng ngay bây giờ. Xin mời. Xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến khán giả của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và ngày hôm nay thì Minh Khuê rất là vui và đang rất là háo hức để mình có thể trải nghiệm cùng với một người hâm mộ mình như thế này. Cảm giác của Chiến khi thế nào khi gặp Minh Khuê ở đây? Cảm giác của em bây giờ không phải tả sao ta. Rất là vui và kiểu như là trong người em không biết phải làm sao để tả được cái cảm xúc bây giờ. Chiến là một diễn viên tương lai, bạn ấy đang theo học trường sân khấu điện ảnh. Bây giờ thì bạn ấy có tài lẻ nữa, thì hãy gửi một đoạn nhảy thật là chiến đến quý vị khán giả cũng như là thần tượng của mình. Xin mời âm nhạc ạ. Quyết chiến mà em, chiến lên. Rất là vô nhạc, rất là phong cách. Đúng như cái tên luôn, đúng như cái tên. Bây giờ mình ngồi lại với nhau để mình có thể có một cái cuộc trò chuyện với thần tượng của mình. Ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần 1 của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Một không gian quen thuộc quý vị ạ, buổi trò chuyện để bạn Chiến có thể đưa ra những câu hỏi cũng như là những thắc mắc của mình và Khuê sẽ phải trả lời những câu hỏi này. Mình phải hứa trước là mình sẽ trả lời thật 100%. Thí dụ mà không hứa thì làm sao? Không hứa là chương trình không bắt đầu được. Là cứ ngồi vậy hoài luôn đó. 99%. Vậy cũng được em ha. Không, 1% là đôi khi là mình giữ bí mật một tí đi. Ra ngoài hậu trường mình nói nhỏ nhỏ vào tai được không? Dạ. Chiến đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Em muốn hỏi chị là chị muốn theo kiểu một người phụ nữ dịu hiền hay là theo kiểu quyến rũ? Có lẽ là từ xưa đến nay mọi người sẽ ít khi nào thấy Khuê với hình ảnh hiền dịu lắm. Thì chị thích hình mẫu một người phụ nữ quyền lực, mạnh mẽ, cá tính, năng động. Vậy em có một câu hỏi nữa. Nếu như chị có 5 tỷ 5 tỷ chị sẽ làm gì đầu tiên? Đầu tư vào phim hay là chị sẽ ra MV của mình? Nhiều hơn chút được không em? 5 tỷ thôi được rồi. Nếu mà chị có số tiền như vậy thì việc đầu tiên chị sẽ dùng một phần đó để chị làm từ thiện trước. Chị cũng có một cái mong muốn là chị có thể giúp đỡ được nhiều người hơn. Sau đó thì có lẽ là chị sẽ đầu tư vào con đường âm nhạc. Có thể là ra một cái MV nào đấy như em suy đoán. Có một số những cái thể loại mà chị đang cảm thấy rất là thích và phù hợp với bản thân nên chị sẽ muốn thử sức. Dạ. Để xem là cái sự đón nhận của khán giả dành cho mình như thế nào. Khuê vừa mới tham gia một cuộc thi về âm nhạc. Đó có phải là cái bước đệm để chị lấn nhập cái con đường ca hát hay không? Có thể nói là như vậy. Sau khoảng 5-6 năm khi mà Minh Khuê dừng lại con đường nghệ thuật ấy, thì năm nay là cái năm đầu tiên mà chị quay trở lại. Chị cũng đã nhận được lời mời của chương trình ca nhạc đó. Và
chị cũng đắn đo rất là nhiều, tại vì là bản thân mình có một cái nỗi sợ, một cái áp lực khi bước lên sân khấu hát. Cuối cùng thì mình nghĩ rằng là nếu như mà bây giờ mình không đối diện với nỗi sợ thì chẳng bao giờ mình có thể vượt qua nó được. Cho nên là chị đã quyết định tham gia, và đó là cái quyết định đúng đắn nhất của chị trong năm nay. Và bây giờ mình không còn áp lực, mình không còn sợ nữa. Thực ra từ xưa đến nay thì mọi người cũng biết là Khuê rất là thích nhạc sôi động. Khuê cũng có từng học DJ, học nhảy rất là nhiều, và ra MV cũng là một bài hát sôi động. Nhưng mà trong một cuộc thi ca hát mình Khuê vừa tham gia vừa rồi thì tự nhiên mình phát hiện ra là hình như mình cũng rất hợp với múa và rất hợp với cái thể loại nhạc dân ca. Bây giờ mình có thể hát thử một đoạn ở đây được không? Được, được. Đấy. Được. Một bài hát mà mình thích. Yêu nhau cởi áo ơi à, trao nhau về nhà, dối rằng cha dối mẹ à, rằng ai à quá cầu, rằng ai à quá cầu, tình 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 gió bay, tình 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 gió bay. Wow. Em thấy hay. Như lúc đầu em cũng đã nói với anh rồi, chị đó hát hay lắm. Em còn biết một điều nữa, chị Khuê á không thích rau diếp cá. Không thích rau diếp cá có đúng không ạ? À đúng, đúng, đúng. Chị không thích cái đó từ khi nào ta? À chắc là từ nhỏ rồi. Tại vì thực ra là chị không ăn được cá. Chị sợ cái mùi tanh của cá, thành ra cái rau diếp cá nó y chang như cái mùi cá vậy đó. Thì chị hơi sợ. Tại vì do hồi nhỏ ấy, nếu mà mình không tập thì mình sẽ không quen. Hồi nhỏ mà Khuê chịu khó tập ăn nhiều món có lẽ là đã ăn được nhiều thứ hơn. Còn bây giờ thì hơi kén ăn một tí. Chị có thể chia sẻ đôi chút về cái vai diễn của mình trong bộ phim Cô Gái Xấu Xí được không? Đó là vai diễn đầu tiên trong cuộc đời mà mình chưa qua bất cứ một trường lớp đào tạo nào. Cái thời điểm đó là mình mới có 22 tuổi. Và khi mà mình nam tiến, mình không có bất cứ một cái kinh nghiệm nào trong công việc nghệ thuật cả. Diễn xuất thì lại càng không, tại vì chưa bao giờ chị nghĩ rằng chị sẽ trở thành một diễn viên cả. Cái ước mơ từ nhỏ là trở thành một ca sĩ cơ. Nên là khi mà nhận được cái vai diễn đó thì mình cứ nghĩ nó chỉ là một cái vai diễn nhỏ thôi. Tại vì mình lên casting, mình lên thử vai thì đạo diễn Nguyễn Minh Trung có bảo là đọc một cái đoạn thoại, không phải là phải diễn trước ống kính hay gì cả. Thì khi mà chị vừa đọc một cái câu thoại lên thì ok, ký. Thế mình bảo ủa là sao ta? Thế mình cứ nghĩ là chắc một cái vai nhỏ nhỏ thôi. Xong đến khi mà mọi người gọi Minh Khuê lên ký hợp đồng thì có đưa cho Minh Khuê một cái chồng kịch bản như này. Ủa chuyện gì xảy ra này? Tại sao lại nhiều kịch bản như thế này? Thế lúc đấy mình mới biết rằng là cái vai của mình là khá là lớn. Và lúc đấy thì cũng hoang mang lắm. Nhưng mà cái người đồng nghiệp của chị là cái người giới thiệu chị đi casting cái phim đó là anh Lý Anh Tuấn ấy. Thì anh có nói rằng là không sao đâu em, cố gắng thử đi. Chị cứ nhớ hoài câu nói đấy. Và chị bảo vâng, coi như là đây là cũng là một cái bước đệm để em có thể tiến gần hơn đến công việc ca hát của mình. Thế là chị cũng bắt đầu dấn thân vào cái con đường đó. Thì những tháng đầu tiên nó rất là kinh khủng. Chị bị chửi rất là nhiều. Nhiều khi bực quá, tại vì mình diễn không được. Cứ nhớ thoại là quên diễn, mà cứ nhớ diễn là quên thoại. Thì Minh Khuê còn nhớ hoài một cái cảnh mà Minh Khuê bị mắng nhiều nhất. Đó là một cái cảnh bạn San San sẽ ra đập vai Khuê, và Khuê sẽ giật mình và Khuê sẽ quay lại, Khuê thoại một câu. Nhưng Khuê không thể nào Khuê giật mình được, tại vì Khuê có qua trường lớp đâu, Khuê biết trước người ta sẽ ra đập vai mình. Nên là diễn mãi không được, cứ diễn đi diễn lại. Thì anh Minh Trung anh bực quá, anh ấy mắng. Sau đó thì anh ấy bảo San San em đổi vị trí của Khuê. Thì sau cái lần đó thì Minh Khuê quyết về nhà phải tập cho được. Thì đến bây giờ là cái phản xạ của mình nó tự nhiên tới cái mức rằng là ở ngoài cuộc sống người ta đụng nhẹ và mình cũng giật mình nữa. Mình thành một cái phản xạ. Quá mạnh. Đúng, tức là mình giật mình quá tốt, mình phản xạ tự nhiên quá tốt. Đúng nghĩa là mình đóng xong cái bộ phim đấy là mình học được rất là nhiều thứ. Mình phải lì lên thì mình rút ra được cái bài học. Lấy cái điều đó làm động lực thay đổi. Ừ. Anh la tôi bữa nay phải không? Kiểu vậy. Ngày mai tôi sẽ làm tốt hơn. Trong cái nhóm của em đang tập hiện tại nè, có một bạn em ra cái thời gian tập rồi. Kiểu như là bạn đó hứa là hôm nay tới, nhưng mà hôm đó bạn đó không tới luôn. Bạn đó còn trách móc từng bạn trong nhóm không một lời xin lỗi. Đang mát giống như là em Út mà đi vô rồi bây giờ mát. Thì với Khuê thì rõ ràng là công việc và con đường mà mình lựa chọn sự nghiệp của mình nó sẽ quan trọng hơn. Chính vì thế mà những cái cảm xúc tiêu cực của bạn đó thì nếu mà là chị thì nó sẽ không ảnh hưởng chị. Bạn ấy có lý do, bạn ấy có trách móc hay bạn có làm gì chị cũng không quan tâm, mà chị sẽ tập cái phần của chị trước. Chị sẽ cố gắng làm sao để cái phần trình diễn của chị được tốt nhất.
Còn nếu như bạn đó làm không tốt phần của mình thì bạn ấy sẽ là cái người mang tiếng xấu thôi, không phải là bản thân mình. Thì chị sẽ không dành thời gian để chị trách móc bạn ý hoặc là luận tội bạn ý. Tuyệt vời, thấy chưa? Em muốn hỏi là chị đã có người yêu chưa? Và hình mẫu lý tưởng của chị là ai? Là một người như thế nào? Thấy to rồi đó. Ngồi nghe ngắn là nghe ha. Thực ra là việc cá nhân thì Khuê cũng không muốn chia sẻ nhiều. Còn nếu mà nói về cái mẫu hình lý tưởng thì Khuê có thể nói được. Mặc dù ở ngoài thì mình rất là mạnh mẽ đúng không? Nhưng mà nếu mà mình có bạn trai thì mình muốn là mình được thả lỏng, giống như là một cô công chúa vậy đó. Tức là mình được chiều chuộng. Tức là người đàn ông đó phải đem lại cho mình cái cảm giác là mình được nhỏ bé, chứ không phải lúc nào mình cũng phải gồng lên để mình chăm sóc cho người ta, lo lắng cho người ta. Thì đó là cái cảm giác mà chị muốn từ một người đàn ông. Không cần biết là họ trưởng thành hay không, họ giàu có hay không, nhưng mà miễn sao mình phải cảm thấy là mình được chăm sóc, mình được che chở, bao bọc. Vừa rồi thì em trò chuyện với Minh Khuê thì em cảm thấy như thế nào? Em thấy Trường Khuê là một người tuyệt vời. Em ước gì em cũng có một người giống như vậy để đồng hành cùng với mình. Đúng rồi. Em bao nhiêu tuổi rồi ta? Năm nay em 20. 20 tuổi à? Là trẻ hơn cái ngày mà Khuê Nam Tiến nữa. Khuê Nam Tiến là 22 tuổi. Bạn 20 tuổi thì chắc chắn là tương lai của bạn còn rất dài và bạn sẽ làm được rất là nhiều việc. Và ngày hôm nay thì Khuê thấy Chiến ở đây này cũng rất là tự tin đấy. Chị tin là em sẽ đạt được nhiều thứ trong tương lai, sẽ còn tiến xa. Chỉ cần em kiên trì với nghề, đừng bỏ cuộc là được. Dạ, em cảm ơn chị. Vừa rồi chúng ta đã trò chuyện với nhau. Bây giờ mình sẽ cùng đến với một cái thử thách nho nhỏ của chương trình để xem là cả hai trở thành đồng đội hay là cả hai sẽ đối đầu với nhau. Nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao và chúng tôi sẽ quay trở lại. Đừng chuyển kênh nha. Xin chào quý vị đã quay trở lại với phần 2 của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Trên sân khấu là một trường vận động. Bây giờ mọi người hãy cùng theo chân Huy nha. Đây, người chơi thứ nhất sẽ đứng ở vị trí này, dùng chiếc muỗng thật là dài này múc bột. Và người thứ hai sẽ đứng ở vị trí bên này, đội chiếc mũ bảo hiểm này vào. Và người thứ nhất sẽ múc bột để bỏ vào trong cái tô này. Nhiệm vụ của người thứ hai sẽ cởi giày của mình ra và đi qua chiếc thảm gai này, đi qua chiếc cầu bắp bên này. Tại đến đây, không dùng tay, dùng đầu để thả bột vào trong chiếc chậu này. Trong thời gian 3 phút đầy bột đến mức đen này sẽ giành chiến thắng. Wow. Cả hai đã hiểu luật chơi chưa? Dạ rồi, để chị Khuê múc bột đi, em vận động cho. Đàn ông phải như vậy chứ. Em sẽ được nhận chiếc mũ bảo hiểm này. 3, 2, 1, bắt đầu. Quan trọng là Khuê có múc được bột hay không. Cứ lên chị. Cúi xuống, ngồi xuống. Đúng rồi. Ngồi xuống, đúng rồi Khuê ơi, cố lên. Rồi, có thể múc tiếp tục. Múc chừng nào đầy chén thì đi. Hay quá, Khuê thật là khéo tay. Trời ơi, tiếp tục. Trong thời gian 3 phút nha, tiếp tục. Rồi, cố lên. Rồi, hay quá, làm như có kinh nghiệm rồi. Khuê vượt mất rồi, Khuê lùi xuống một chút. Canh lại cái cây. Nhưng mà không còn nữa để múc nữa rồi. Cái cây nó yếu quá rồi. Như vậy nó mới khó nha, rồi đúng. Đi, đừng tham nhiều quá. Rồi. Rồi. Cẩn thận nha. Khéo tay. Đúng rồi. Hay quá, biết kê cái chén vô nữa. Rồi, tiếp tục chạy về chạy. Được 1/3 rồi. Cố lên. Ôi, mới được có 1/3 thôi á. 2/3 rồi. Cố lên. Mọi thứ đang diễn ra rất là thuận lợi. Tiếp tục nào. Phi ơi, xí mà nếu mà không múc được cái hết 3/3 đấy thì mình có bị gì không? Mình sẽ bị một hình phạt nho nhỏ đến từ chương trình mà cả hai sẽ cùng thực hiện hình phạt đó. Ê. Đi, chạy. Sắp hết giờ rồi, chạy. Di chuyển nhanh lên. Sắp được rồi, cố lên. Rồi, 10, 9, 8, 7,
Thôi em đi em. Em đi đi. Rồi. Và đây là kết quả của Minh Khuê và Quyết Chiến. Như vậy là chúng ta có thể nhìn thấy được cái mức bột còn... Trời ơi, nhìn fan của tôi này. Rất là xa. Và còn khoảng 2/3 nữa thì mới có thể hoàn thành được thử thách này. Như vậy là thử thách thất bại. Thử thách thất bại cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một hình phạt nhỏ nhỏ của chương trình. Bình thường thì Khuê có hay xem các bạn người mẫu trình diễn không? Có. Em có hay xem người mẫu trình diễn không? Dạ có. Cả hai sẽ cùng di chuyển catwalk lên đến vạch ngang của sân khấu. Sau đó tạo 3 dáng thôi. Rồi bây giờ mở nhạc lên và mình đi nha. Nhạc như thế nào mình cảm nhận và đi như vậy. Rồi vào vị trí đi, cuối đường line nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow, rất đều nha. Tạo dáng chung nào, tạo dáng đôi nào. Dáng đầu tiên, 1. Tiếp tục, 2. 3. Dáng thứ 3 nào. Wow, tương tác ghê. Tương tác quá. Hình phạt rất là đơn giản thôi và bây giờ chúng ta sẽ nhận được quà của chương trình nữa. À, 2 voucher mua sắm dành tặng cho bạn Quyết Chiến. Đây là cho Minh Khuê. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Và bây giờ thì sẽ cùng lắng nghe xem là Quyết Chiến ngày hôm nay khi gặp gỡ thần tượng của mình thì cảm xúc của bạn ấy như thế nào nha. À, em cảm thấy rất là vui và sung sướng khi được nói chuyện với thần tượng của mình. Cảm ơn chị Khuê rất là nhiều khi đã tiếp cho em thêm lửa nghề. À, cái điều đó rất là quan trọng đúng không? Và còn Khuê thì như thế nào? Khi mà gặp gỡ một cái bạn fan mà rất là năng lượng ấy thì mình cảm thấy là mình rất là thoải mái để có thể chơi hết mình, để có thể tương tác cùng với fan của mình. Thì Minh Khuê đã có những cái giờ phút rất là vui vẻ và rất là happy với điều đấy. Cảm ơn Minh Khuê, cảm ơn bạn Quyết Chiến đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian để theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình được phát sóng vào lúc 13:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại. Lần đầu tiên Minh Khuê có thể tương tác với lại fan của mình mà mình chưa từng biết họ. Và ngày hôm nay mình được gặp, mình được tương tác gần gũi với nhau hơn. Thì đây là một chương trình mà Minh Khuê cảm thấy rất là thú vị. Và Minh Khuê cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người hâm mộ đã ủng hộ Minh Khuê suốt trong những chặng đường vừa qua. Hôm nay em rất là vui khi được chơi trò chơi cùng với thần tượng của mình. Chị Khuê có rất là nhiều năng lượng, vui vẻ nữa. Em chúc chị Khuê, thần tượng của em ngày càng thành công hơn. Em và các fan khác sẽ luôn ủng hộ chị trong các sản phẩm tới.